với kênh YouTube của Máy Đo Chuyên Dụng. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn bộ sưu tập máy cân bằng laser sử dụng nam tia bán chạy nhất hiện nay. Hãy cùng mình tìm hiểu xem các sản phẩm đó có model như thế nào nhé. Máy cân bằng laser sử dụng nam tia thì được thực hiện với các công việc từ cơ bản như là dựng cột này, phóng thẳng hàng cho đến những công việc phức tạp như là ốp sàn nhà này, ốp tường hay là đóng trần thạch cao. Và sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là máy cân bằng laser Bosch GRL 5-50X. Đây là sản phẩm của thương hiệu Bosch này. Phụ kiện đi kèm của máy bao gồm một hộp đựng này, dây đeo, sách hướng dẫn và pin. Ưu điểm nổi bật nhất ở máy cân bằng laser Bosch GRL 5-50X đó chính là chức năng khóa tia. Với chức năng khóa tia này thì khi các bạn mở máy lên này, các bạn để chế độ khóa tia nhé. Để làm đường chéo, làm cầu thang thì máy sẽ không bị nhấp nháy, nên tia laser sẽ không bị nhấp nháy và giúp cho cái công việc của các bạn không bị gián đoạn. Ngoài ra thì Bosch GRL 5-5X còn có chức năng điều chỉnh được cái độ đậm đặc của tia. Với chức năng này thì khi mà các bạn làm việc trong điều kiện ánh sáng thì sẽ không làm ảnh hưởng đến khả năng phát hiện ra tia laser, giúp cho cái công việc của các bạn được thực hiện một cách trơn tru hơn. Các bạn thấy nhé, tia laser mình điều chỉnh ngay nó sẽ nhạt hơn so với mức này. Tuy nhiên vì sử dụng tia màu đỏ cho nên là Bosch GRL 5-50X chỉ phù hợp dùng trong nhà thôi. Bosch GRL 5-50X thì phạm vi hoạt động là 15m với độ chính xác là cộng trừ 0.2mm, một con số chính xác đến mức tuyệt đối. Và hiện nay thì Bosch GRL 5-50X đang được bán với mức giá là khoảng hơn 3 triệu đồng. Và máy cân bằng laser sử dụng nam tia thứ hai mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là máy cân bằng laser HG500New. Phụ kiện đi kèm của máy bao gồm pin sạc này, dây sạc, kính nhìn và một hộp đựng. HG500New thì cũng có chức năng khóa tia và bây giờ thì mình sẽ mở máy lên để hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng khóa tia. Khi mà các bạn mở máy lên thì máy đang ở chế độ mở tia rồi. Và khi mà các bạn muốn chuyển sang chế độ khóa tia thì các bạn sẽ nhấn giữ chữ L. Sau tiếng bíp thứ hai thì máy sẽ tự động chuyển sang chế độ khóa tia. Đây, các bạn thấy này. Và các bạn muốn thực hiện các đường chéo cố định thì sẽ tốt hơn. Còn bây giờ mà nếu mà các bạn muốn mở tia thì các bạn sẽ nhấn giữ chữ A một lần nữa. Khi máy ở chế độ mở tia mà mình nghiêng máy thì máy sẽ phát ra những tiếng kêu bíp này, báo hiệu là máy chưa cân bằng. HG500New thì làm việc trong phạm vi là 30m này, với độ chính xác là cộng trừ 1mm trong phạm vi 7m. HG500New đang được bán với mức giá là khoảng hơn 1 triệu đồng và máy sử dụng tia màu xanh cho nên là làm việc tốt được ở cả trong nhà và ngoài trời. Và cuối cùng mình cũng muốn giới thiệu đến các bạn một sản phẩm cũng đang khá là hot, đó chính là máy cân bằng laser LiSight LFG686FPD đi kèm cùng với máy bao gồm này, kính nhìn này, dây sạc, pin sạc và hộp đựng. Máy cân bằng laser LiSight LFG686FPD thì cũng có chức năng khóa tia. Bây giờ thì mình sẽ mở máy lên. Với chức năng khóa tia này thì khi mà mình nghiêng máy này để làm đường chéo, làm cột thang thì máy sẽ không bị nhấp nháy, giúp cho các bạn dễ đặt những cái dấu điểm mà chúng ta cần lấy để thực hiện này dễ dàng hơn. LiSight LFG686FPD thì phạm vi làm việc trong khoảng từ 20 cho đến 30m tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng và độ chính xác là cộng trừ 1mm trong phạm vi 10m.
LiSAR-LFG686FPD thì sử dụng tia màu xanh cho nên là máy vận hành tốt được cả trong nhà và ngoài trời. Và hiện nay thì máy đang được bán với mức giá khoảng hơn 3 triệu đồng. Như vậy là mình vừa giới thiệu đến các bạn ba máy cân bằng laser sử dụng 5 tia bán chạy nhất hiện nay. Chắc hẳn là các bạn cũng đang thắc mắc là khi nào chúng ta nên sử dụng một trong ba sản phẩm này. Và mình cũng tư vấn luôn, nếu như mà các bạn đang cần đến một máy cân bằng laser có giá thành rẻ này, được sử dụng ở cả trong nhà và ngoài trời nhưng với tần suất không nhiều, thì HG500U chính là sự lựa chọn tốt nhất cho các bạn. Còn nếu các bạn là một anh thợ nội thất này, thợ xây dựng chuyên nghiệp, sử dụng máy cân bằng laser để thực hiện các phép chiếu ngang, dọc, vuông góc, làm những công việc như là ốp sàn nhà, ốp tường hay là đóng trần thạch cao, ngoài ra còn có thể làm đường chéo cầu thang, thì bút GLL-5-50X là cái sự lựa chọn tốt nhất cho các bạn. Còn nếu các bạn đang cần đến một máy cân bằng laser có cả chức năng hóa tia này, có cả điều chỉnh được cái độ đậm nhạt của tia để làm những cái công việc như là ốp trần thạch cao này, hay là sử dụng để làm đường cầu thang, thì không sản phẩm nào khác đó chính là LiSAR-LFG686FPD, máy sử dụng được ở cả trong nhà và ngoài trời. Chắc hẳn là đến đây thì các bạn cũng đã lựa chọn được cho mình một trong ba máy cân bằng laser sử dụng 5 tia bán chạy nhất hiện nay rồi phải không nào? Nếu như mà các bạn có nhu cầu đặt mua thì các bạn hãy truy cập vào website maydochuyenduong.com hoặc các bạn có thể liên hệ đến hotline 0904810817. Đừng quên like, share và ấn theo dõi kênh để cập nhật những video hữu ích nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.